Kính chào quý vị và các bạn. Rất vui khi được gặp lại các khán thính giả thân thiết mỗi tối trên kênh Tuệ Tâm Giác Ngộ. Chúc quý vị một buổi tối tốt lành. Quý vị thân mến, lâu nay thì tỏi đen vẫn được biết đến như là một thực phẩm tốt cho sức khỏe. Nhưng mà công dụng của tỏi đen là gì và tác dụng tuyệt vời của nó tới mức nào thì không phải là ai cũng biết. Cùng lắng nghe những công dụng tuyệt vời mà loại thuốc thiên nhiên này mang lại cho chúng ta trong bài viết dưới đây nhé. Tác dụng thần kỳ của tỏi đen mà không phải ai cũng biết đến, cực tốt cho sức khỏe. Tỏi đen tuy được nhiều người biết đến, nhưng không phải ai cũng hiểu rõ về những công dụng thần kỳ mà nó đem lại. Vậy thực chất, loại tỏi này có tốt cho sức khỏe hay không? 1. Tỏi đen là gì? Đây là sản phẩm từ củ tỏi đã trải qua chế biến, chứ không hề có sẵn trong tự nhiên. Để có được tỏi đen, củ tỏi thông thường sẽ phải trải qua quá trình lên men chậm trong điều kiện nhiệt độ và độ ẩm hết sức nghiêm ngặt. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng, so với tỏi trắng, thì tỏi đen được lên men có lượng hoạt chất tăng lên rất nhiều lần. Cũng chính nhờ sự tăng lên vượt trội của các hoạt chất có trong tỏi được lên men như L-cysteine, SAC, đường fructose, polyphenol, hay hợp chất sulfur hữu cơ đã khiến loại tỏi này sở hữu những công dụng tuyệt vời. Nhìn chung, tỏi đen khá dễ ăn, khác hoàn toàn với tỏi trắng có mùi hôi và hăng. Tỏi đen có vị ngọt, dẻo, khi bóc không dính tay. Hơn nữa, do không có hoặc ít mùi hăng, nên có thể ăn tỏi đen mỗi ngày để tăng cường sức khỏe mà không sợ bị hôi miệng. 2. Tỏi đen có những công dụng nào? 1. Tăng cường sức đề kháng, hệ miễn dịch. Chưa nói đến tỏi được lên men, chỉ riêng tỏi tươi thông thường đã được biết đến với khả năng ngăn ngừa nhiễm khuẩn, kháng nấm, kháng virus. Do đó, tỏi sau khi trải qua quá trình lên men sẽ giúp làm gia tăng hoạt tính của các dược chất. Allicin là một loại axit amin trong tỏi đã lên men có khả năng tiêu diệt được nhiều loại virus, vi khuẩn khác nhau ngay cả khi đã được pha loãng. Loại tỏi này rất có hiệu quả trong việc giúp người bệnh nhanh chóng phục hồi sức khỏe, nhất là với những trường hợp suy giảm miễn dịch do chiếu xạ hay sử dụng hóa chất. 2. Ngăn ngừa và hỗ trợ điều trị ung thư. Một trong những công dụng phải kể đến của tỏi đen đó chính là có thể giúp ngăn ngừa và hỗ trợ điều trị một số bệnh ung thư. Cụ thể là nhờ vào hợp chất L-cysteine trong tỏi được lên men có khả năng ức chế một số dòng tế bào ung thư như ung thư dạ dày, ung thư gan, ung thư đại tràng, trực tràng, ung thư vú. Bên cạnh việc giảm tối đa nguy cơ mắc các bệnh ung thư, thì loại thực phẩm này cũng đồng thời ngăn chặn sự phát triển của các tế bào ung thư một cách hiệu quả. 3. Làm giảm mỡ máu, hạ cholesterol máu. Một trong những nguyên nhân chính dẫn đến các bệnh lý về tim mạch, mỡ máu, huyết áp cao, tiểu đường chính là sự dư thừa lượng cholesterol trong cơ thể. Việc ăn tỏi được lên men thường xuyên và đúng cách sẽ giúp hạ mỡ máu, giảm cholesterol trong máu và duy trì chúng ở mức hợp lý. Đồng thời, tăng HDL, cholesterol có ích cho cơ thể. Điều này có ý nghĩa quan trọng đối với những người trong nhóm có nguy cơ cao mắc bệnh như thừa cân, béo phì, người cao tuổi. 4. Hỗ trợ điều trị các bệnh về tim, mạch. Đối với những người mắc các bệnh về tim mạch, tỏi đen chính là một trong những loại dược liệu tuyệt vời. Cùng với tác dụng giảm cholesterol trong máu, tỏi lên men còn giúp bảo vệ thành mạch và thúc đẩy quá trình lưu thông của máu, từ đó hỗ trợ việc điều trị các bệnh về tim mạch diễn ra hiệu quả hơn và hạn chế được tối đa những biến chứng có thể xảy ra. 5. Bảo vệ tế bào gan. Ăn tỏi đen thường xuyên và đúng cách cũng giúp bảo vệ tế bào gan hiệu quả, đặc biệt với các trường hợp xơ gan, viêm gan. Tác dụng tuyệt vời của loại thực phẩm này cũng đã được chứng minh. 6. Giảm đau, viêm khớp. Chưa hết, những lợi ích mà loại thực phẩm này đem lại cho sức khỏe còn phải kể đến khả năng giảm đau, tiêu viêm, đồng thời giúp thúc đẩy quá trình phục hồi và cải thiện chức năng sau tổn thương của các khối cơ, giúp chúng trở nên dẻo dai và khỏe mạnh hơn. Hướng dẫn ăn tỏi đen đúng cách. Với vô vàn những công dụng thần kỳ kể trên, nhưng tỏi đen chỉ thực sự phát huy tác dụng khi được sử dụng đúng cách. Bạn có thể tham khảo một trong những cách sau đây. Sử dụng trực tiếp. Các nhà khoa học Nhật Bản đã chỉ ra rằng, đối với người trưởng thành, ăn từ 1 đến 3 củ tỏi được lên men mỗi ngày rất tốt cho sức khỏe. Lưu ý,
Để tỏi có thể phát huy được hết công dụng thì nên ăn riêng. Ngoài ra, bạn cũng có thể ép từ 3 đến 6 gram tỏi được lên men thành nước ép tỏi nguyên chất để sử dụng. Ngâm với rượu nếp không cồn. Mỗi ngày uống từ 1 đến 3 lần, mỗi lần 500ml. Ngâm với mật ong. Ngâm 125 đến 150 gram tỏi đen đã bóc vỏ cùng với mật ong trong lọ thủy tinh và sử dụng sau khoảng 3 tuần. Đây là cách sử dụng tỏi lên men được đánh giá cao với khả năng điều trị cảm lạnh, cảm cúm, viêm họng vô cùng hiệu quả. Cũng như tỏi thông thường, tỏi lên men tuy đã lên men nhưng vẫn có mùi vị hơi nồng. Do đó, nếu cảm thấy quá khó ăn thì bạn có thể sử dụng loại thực phẩm này như thành phần của món ăn để cải thiện hương vị. Một vài lưu ý khi sử dụng tỏi đen chữa bệnh. Tuy sở hữu nhiều lợi ích tuyệt vời với sức khỏe, nhưng không phải lúc nào loại thực phẩm này cũng tốt. Đặc biệt, có một số trường hợp được khuyên không nên sử dụng như phụ nữ mang thai, những người có thể trạng nóng trong, người mắc các bệnh về gan, thận, mắt không nên ăn quá nhiều, người đang sử dụng thuốc chống đông máu hoặc có tiền sử dị ứng với tỏi thì không nên ăn, người bị huyết áp thấp hoặc mắc bệnh tiêu chảy. Ngoài ra, để tỏi có thể phát huy tối đa công dụng thì nên ăn tỏi trong hoặc ngay sau bữa ăn. Khi đó, cơ thể dễ dàng hấp thu và dịch vị tiết ra nhiều giúp bạn hạn chế được những tác động không tốt đến dạ dày. Thưa quý vị, lâu nay chúng ta vẫn biết caffeine có tác dụng trong việc kích thích các chất dẫn truyền thần kinh là phenylephrine và dopamine, khiến cho tế bào này dẫn truyền xung khắp cơ thể. Điều này giúp não bộ minh mẫn và tỉnh táo hơn. Vì thế mà một tách cà phê vào buổi sáng là thói quen của nhiều người. Vậy ngoài ra thì cà phê còn có công dụng gì cho sức khỏe của con người nữa không? Hãy cùng tìm hiểu với chúng tôi trong phần tiếp theo của video ngày hôm nay. Cà phê có tác dụng gì tốt cho sức khỏe không? Những sự thật bạn nên biết sớm. Khởi đầu ngày mới với một tách cà phê là thói quen phổ biến của nhiều người. Cà phê không chỉ giúp bạn tỉnh táo mà còn mang đến những lợi ích sức khỏe bất ngờ. Cà phê giúp tăng năng lượng. Cà phê giúp bạn giảm bớt căng thẳng, mệt mỏi vì trong cà phê chứa một chất kích thích phổ biến nhất thế giới là caffeine. Caffeine có tác dụng trong việc kích thích các chất dẫn truyền thần kinh là norepinephrine và dopamine, khiến các tế bào này dẫn truyền xung khắp cơ thể. Điều này giúp bộ não minh mẫn và tỉnh táo hơn. Đốt cháy mỡ thừa. Một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng caffeine có khả năng tỷ lệ trao đổi chất từ 3 đến 11%. Ngoài ra, caffeine có thể đốt cháy chất béo ở mức 10% đối với người béo phì và 29% đối với người gầy. Tuy nhiên, tác dụng của caffeine sẽ giảm đi đối với những người uống cà phê lâu ngày. Ngăn ngừa nguy cơ bệnh tiểu đường type 2. Nhiều nghiên cứu đã phát hiện ra rằng phần lớn người uống cà phê thường xuyên sẽ giảm từ 23 đến 50% nguy cơ mắc bệnh tiểu đường loại 2. Một nghiên cứu khác còn cho thấy khả năng mắc căn bệnh này lên đến 62%. Phòng bệnh Alzheimer và bệnh Parkinson. Đây là hai căn bệnh thoái hóa thần kinh phổ biến nhất thế giới. Dù không có thuốc chữa, nhưng chúng ta có thể ngăn ngừa bệnh này bằng cách uống cà phê mỗi ngày. Người uống cà phê thường xuyên giảm 65% khả năng mắc bệnh đối với bệnh Alzheimer, từ 32 đến 60% đối với bệnh Parkinson. Làm giảm nguy cơ các bệnh ung thư. Ung thư gan và ung thư đại trực tràng là hai loại ung thư mà cà phê có thể giúp bạn giảm nguy cơ mắc bệnh. Nghiên cứu chỉ ra rằng người uống cà phê giảm 40% rủi ro mắc ung thư gan. Người uống từ 4 đến 5 cốc cà phê loãng mỗi ngày sẽ giảm 15% nguy cơ mắc bệnh ung thư đại trực tràng. Giảm nguy cơ đột quỵ. Cà phê làm tăng huyết áp nên bạn hãy cẩn thận khi uống cà phê thường xuyên nếu bạn bị huyết áp cao. Tuy nhiên, một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng cà phê không làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim. Ngược lại, người uống cà phê thường xuyên sẽ giảm 20% rủi ro đột quỵ. Cải thiện hoạt động thể chất. Caffeine có thể làm tăng mức adrenaline và giải phóng axit béo từ các mô mỡ của bạn. Nó cũng dẫn đến những cải thiện đáng kể về hiệu suất vật lý. Caffeine giúp cải thiện hiệu suất hoạt động thể chất trung bình từ 11 đến 12%.
Đặc biệt, bạn có thể dùng một tách cà phê khoảng 1 giờ trước khi luyện tập thể hình. Điều này sẽ giúp quá trình luyện tập của bạn hiệu quả hơn. Cà phê chứa nhiều chất dinh dưỡng thiết yếu. Cà phê chứa một số chất dinh dưỡng quan trọng, bao gồm riboflavin, axit pantothenic, mangan, kali, magie và niacin. Trung bình một cốc cà phê sẽ chứa lượng vitamin cần thiết cho cơ thể như sau: vitamin B2 2%, vitamin B5 6%, mangan và potassium 3%, vitamin B3 2%. Cà phê chứa nhiều chất chống oxy hóa. Cà phê chứa chất chống oxy hóa cao hơn cả trà, cacao, trái cây và rau quả. Một loạt phân tích đã phát hiện 1.000 chất chống oxy hóa trong hạt cà phê. Các loại chất này đóng vai trò quan trọng để ngăn ngừa stress, giúp bạn giữ được tinh thần thoải mái.